Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm chương 4403 đến chương 4407. Theo tiếng nói có bà công tử vừa dứt, tên tráng hán thô kịch sau lưng bà công tử lập tức hướng về phía trước vọt tới vài bước. Oanh oanh oanh! Tráng hán mỗi một bước vọt tới, mặt đất liền rung động nhẹ nhẹ một chút. Đám người có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cuối cùng, tráng hán bước chân dừng lại ở trước mặt Dương Thanh, hiển nhiên là đang chờ đợi mệnh lệnh của bà công tử. Chỉ cần một tiếng ra lệnh, hắn liền sẽ lập tức động thủ với Dương Thanh. Má Siêu một vẻ mặt cương trọng, từ khi tức mà tráng hán vọt tới bộc phát ra, anh có thể nhìn ra được tráng hán có được tu vi ngũ phẩm thiên cảnh sơ kỳ, mà so sánh thực lực giữa bản thân anh cùng tráng hán kia rõ ràng là chênh lệch chừng hai cảnh giới nhỏ. Nói về thực lực chênh lệch một cảnh giới, bên mạnh hơn đều là trực tiếp nghiền ép bên yếu hơn, huống chi kẻ trước mắt này còn cao hơn anh hai cảnh giới. Mã Siêu hết sức rõ ràng, chỉ cần tráng hán đồng thủ với mình thì chỉ trong vài phút liền có thể khiến anh thần hồn câu diệt. Tuy nhiên Mã Siêu mặc dù có mấy phần e ngại nhưng không có nghĩa là anh hèn nhát. Khi nhìn thấy tráng hán xuất hiện trước mặt Dương Thanh, anh không chút cho dự cũng lập tức hướng về phía trước bước tới một bước, ngăn tại trước mặt Dương Thanh. Ánh mắt lạnh như băng đối đầu cùng tráng hán. Mặc dù biết rõ đối đầu thì phải chết, Mã Siêu vẫn muốn đứng ra bảo vệ Dương Thanh. Tiểu tử, ngươi nếu là không muốn chết, lập tức đem đồ vật đưa cho bà công tử. Dám đối nghịch cùng bạch công tử, ngươi là ngại mình sống quá lâu rồi sao? Nếu ngươi còn dám tiếp tục phách lối tại trước mặt bạch công tử, ta cam đoan ngươi sẽ chết không toàn thây. Tiểu tử, ta cho ngươi 3 giây để suy nghĩ. Nếu không đem đồ vật giao cho bạch công tử, không cần bạch công tử động thủ, ta trước tiên sẽ ra tay với ngươi. Trong lúc nhất thời, những võ giả cổ võ trung giới đều nhao nhao kêu gào với Dương Thanh, thậm chí còn có người muốn ra mặt giúp bạch công tử, muốn đích thân đồng thủ với Dương Thanh. Ngay vậy, Dương Thanh chỉ dùng một ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía võ giả đang kêu gào với mình. Võ giả kia lúc đầu ỷ có bạch công tử ở đây nên còn muốn tiếp tục vuốt mông ngựa kêu gào với Dương Thanh. Thế nhưng là sau khi hắn đối đầu cùng ánh mắt khát máu của Dương Thanh, lập tức toàn thân lạnh buốt, miệng không thể khống chế, căn bản cũng không cách nào mở ra được. Những người khác ngược lại là không hề chú ý tới một màn này. Bà công tử đột nhiên nhíu nhíu mày, cười lại nói ra: ta nói người làm sao lại phách lối như vậy, hóa ra là có chút bản lĩnh đó. Đúng lúc này, chủ sạp bán tấm ván gỗ bích ngọc linh thụ cho Dương Thanh đột nhiên vọt tới trước mặt Dương Thanh, nộ khí đằng đằng nói ra: tấm ván gỗ này đã ta để lại cho bà công tử, nhanh trả lại cho ta. Ba vạn linh thạch thượng phẩm vừa rồi chính là để cho người nhìn và chạm vào một chút mà thôi. Dương Thanh lập tức cười cười, anh đã sớm ngờ tới chú sạp này sẽ đổi ý, chẳng qua cũng thèm để ý tới hắn. Chỉ cần Dương Thanh không muốn đưa thì chỉ bằng những người trước mắt này căn bản không có bản lĩnh cướp đi từ trong tay anh. Mã Siêu đẩy chú sạp ra, cả giận nói: người thả cái rắm chó gì vậy chứ, trước đó người đã thề tới thề lui đã bán đi liền không cho đổi trả, hiện tại lại biến thành ba vạn linh thạch thượng phẩm, chỉ là sợ một chút, ngươi làm sao không trực tiếp đi ăn cướp luôn đi. Chú sạp hừ lại một tiếng: dù sao thứ này cũng là của ta, ta chính là không bán. Chú sạp vừa nói để trực tiếp đưa tay hướng về cổ áo Dương Thanh chộp tới. Hắn nhìn ra Mã Siêu là có chút thực lực, nhưng Dương Thanh ở trong mắt hắn chỉ là một phú nhị đại không có chút tu vi nào mà thôi. Cút! Không đợi Mã Siêu kịp ra tay ngăn cản, Dương Thanh đã hừ lại một tiếng. Tôi đang làm bàn tay của chủ sạp, lập tức bộc phát ra một luồng linh lực hướng về vị trí trái tim Dương Thanh công kích đánh tới. Tiểu súc sinh, dám nói ta cút đi, nhìn ta có chơi chết ngươi hay không. Thay thế, ánh mắt Dương Thanh lập tức phát lạnh. Một giây sau đó, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh thúy vang lên. Mọi người tại đây đều nhao nhao trừng lớn hai mắt. Dương Thanh vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Chú sạp vừa bộc phát một kích toàn lực thì đã đứng trước mặt Dương Thanh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi đối với Dương Thanh. Mà cánh tay đã đánh tới của chủ sạp
Thật sự đã đang rũ cụp xuống với mỗi một quyền để đến lồng ngực Trương Thanh. Hắn vốn cho rằng Dương Thanh không cách nào kịp né tránh, trong lòng đều đã nghĩ đến việc Dương Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao thì uy lực của một quyền kia liền xem như một con voi đứng trước mặt, nháy mắt để sẽ bị đấm này của hắn đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Huống chi chỉ là một thanh niên mà hắn thoạt nhìn không có thực lực gì. Thế nhưng là tại một khắc nắm đấm rơi vào trên lồng ngực Dương Thanh, hai mắt chú sạp lập tức liền trợn tròn. Hắn chỉ cảm thấy như một quyền nện ở trên tấm thép, mà lại còn cứng rắn đến mức khi đánh cảm thấy trước nay chưa từng có. Cái này lúc chủ sạp đang nghi hoặc, lập tức cảm giác được một cỗ linh lực kinh khủng từ trong cơ thể Dương Thanh bùng phát ra. Hắn thầm thốt lên trong miệng một tiếng không tốt, muốn thu tay lại nhưng căn bản không thể nào thu kịp, liền bị chấn gãy cánh tay ngay tại chỗ. Cho đến giờ phút này, chủ sạp mới ý thức được thanh niên trước mắt này căn bản cũng hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà là một cường giả chân chính. Nếu không, liền xem như không thể tránh khỏi linh lực bộc phát từ bên trong thể nội thì cũng không đến nỗi bị chấn gãy cánh tay mà thanh niên trước mắt này lại làm được. Bạch công tử, mau cứu ta, con xin ngài nối liền cánh tay giúp ta, nhanh. Chú sạp lấy lại tinh thần, nơi nào còn dám tiếp tục kêu gào với Dương Thanh. Dù ta thì mình đi lên đánh người ta, ngược lại là đối phương độc để không hề động đậy, nhưng cánh tay của mình liền bị chấn gãy. Điều này với hắn mà nói liền giống như gặp phải quỷ. Đối với một võ giả mà nói, hai tay vô cùng quan trọng, nếu không có thực lực nhất định, bị phế sạch cánh tay cũng khác gì là cái chết. Chú sạp giờ phút này chỉ muốn mau chóng chữa trị cánh tay, vội vàng cầu xin bà công tử cùng lắm mình nguyện ý đem tất cả tiền tài đồ vật của mình giao cho bà công tử toàn bộ. Thế nhưng là bà công tử khinh thường liếc mắt nhìn chú sạp, căn bản cũng không hề có ý định ra tay giúp đỡ, đồng thời âm thanh mười phần chán ghét lạnh lùng nói ra: phế vật, cút sang một bên. Chú sạp lập tức tuyệt vọng không gì sánh được. Vốn dĩ là hắn muốn đập mông ngựa bạch công tử, lần này ngược lại là tốt, mông ngựa không đập được còn bị phế một cánh tay, hơn nữa còn bị bạch công tử ghét bỏ như thế, điều này khiến hắn hối hận không thôi. Bạch công tử đối với thân phận của Dương Thanh cũng là càng lúc càng cảm thấy chấn kinh. Tráng hán đứng rất gần với Dương Thanh, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm giống như nhiều người chết oan, cũng lập tức khó giấu được một tia khiếp sợ. Lúc này lại dài tóc trắng đứng bên cạnh bạch công tử cũng lên tiếng nói với Dương Thanh: người trẻ tuổi, chúng ta là người của Bạch Vân Tông Huyền Vũ Thành tại cổ võ trung giới, vị này là thiếu tông chủ Bạch Phong của chúng ta. Chúng ta không phải là muốn tìm ngươi gây phiền phức, chính là thiếu tông chủ coi trọng tấm ván gỗ trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể bán cho chúng ta. Ngươi muốn đổi bao nhiêu linh thạch cứ mở miệng là được. Lão đầu tóc bạc kỹ nhìn là nhìn ra được Dương Thanh không hề đơn giản. Dù ta thì người có thể làm được việc bị một cường giả công kích mà không nhận chút tổn thương nào, lại không hề động thủ, chính là từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo linh lực liền có thể đem cánh tay một cường giả đánh gãy, đây cũng phải là võ giả bình thường mà thấy làm được. Lão giả hoài nghi, Dương Thanh rất có khả năng cũng là đến từ một gia tộc lớn nào đó tại cổ võ trung giới, nếu không thì không có khả năng tuổi còn trẻ để có được thực lực như vậy. Cho nên giờ phút này thái độ cũng lập tức chuyển biến, lộ ra mười phần tử tế. Dương Thanh đưa mắt nhìn lão giả tóc trắng nói lần nữa: ta đã nói không bán. Ông lão tóc bạc nhíu mày như là chưa rõ ràng bối cảnh chân thực của Dương Thanh, nên hắn cũng dám tùy tiện để gã tráng hán động thủ. Hắn hít thở sâu một hơi rồi đã tiếp tục nhấn lại nói với Dương Thanh: vậy thì có thể đem tấm bánh gỗ đó cho ta nhìn một chút được không? Sau khi xem xong ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta nếu là muốn cướp thì đã cướp từ lâu rồi, người đó là không nguyện ý, vậy coi như... Lão đầu mặc dù ngoài miệng nói không nguyện ý thì thôi, nhưng từ sâu trong ánh mắt lại lấp lóe một tia sát cơ